Sử Tử Gỗ hôm nay giới thiệu với các bác tác phẩm Di Lặc Ngũ Tiểu Kéo Bao Tiền Chất Liệu Gỗ Hương Ta. Tác phẩm có mã là 592, có kích thước cao 31, ngang 63 và sâu 42. Hàng liền khối và rất là đặc gỗ, đục ra tác phẩm rồi nặng 19 kg. Một tác phẩm đục rất kỹ và sắc nét từ những chi tiết rất là nhỏ. Di Lặc thì cười rất tươi, rất là hoan hỉ. Các bác có thể nhìn thấy tác phẩm này có thể nói là siêu vân các bác nhé, vân rất là nhiều luôn ạ. Và Di Lặc hay các tiểu đồng đều được đục rất là kỹ nữa và sắc nét. Di Lặc thì là một trong những sự lựa chọn hàng đầu của rất là nhiều khách hàng trong dịp Tết 2019 năm nay. Rất là nhiều khách hàng đã tìm đến với xưởng tơ gỗ chuyên đục rất là nhiều tác phẩm Di Lặc ở các gỗ khác nhau. Các bác muốn tìm kiếm tác phẩm Di Lặc hợp lý, giá hợp lý thì có thể liên lạc với em ngay nha. Khi mà để trưng bày tác phẩm Di Lặc ở trong nhà, công ty, cửa hàng hay là văn phòng sẽ đem đến rất là nhiều tài lộc, may mắn và hạnh phúc cho gia chủ. Còn các tiểu đồng xung quanh thì đem đến ý nghĩa giúp cho gia đình lúc nào cũng hạnh phúc và đầy ắp tiếng cười của trẻ thơ. Di Lặc đựng thỏi vàng, cùa trên đống tiền và kéo một bao tiền rất là lớn, đem đến rất là nhiều tiền tài cho gia đình nhà mình các bác nhé. Đặc biệt là tác phẩm này rất là đặc gỗ, để bàn uống nước hay là sảnh công ty thì khỏi chê các bác nhé. Khách vào cũng phải nhìn ấn tượng ngay đầu tiên vì nó quá đẹp, đục rất đẹp và vân cũng khá là nhiều luôn ạ. Một tác phẩm mà các bác không thể bỏ lỡ đúng không ạ? Di Lặc Ngũ Tiểu Kéo Bao Tiền Chất Liệu Gỗ Hương Ta, có mã là 592, có kích thước cao 31, ngang 63 và sâu 42. Đục ra tác phẩm rồi nặng 19 kg các bác nhé. Đục đục tứ diện và rất là kỹ và sắc nét. Di Lặc kéo một bao tiền lớn nâng thỏi vàng, tiểu đồng thì ôm thỏi vàng hoặc là kéo dây tiền hoặc đang đùa vui xung quanh cụ Di Lặc rất là đẹp mắt các bác nhé. Những tác phẩm Di Lặc mà có thêm tiểu đồng xung quanh lúc nào cũng đem đến một sự nhìn rất là thích thú và độc đáo cho khách các bác nhé. Đục rất đẹp và mịn màng các bác nhé. Một tác phẩm mà các bác không thể bỏ lỡ, các bác quan tâm đến sản phẩm này có thể qua trực tiếp cửa hàng để chiêm ngưỡng tác phẩm hoặc nhắn tin Zalo, gọi điện trực tiếp vào số điện thoại 0868688137 để được tư vấn cụ thể hơn. Đặc biệt là xem xong video các bác nhớ ấn đăng ký kênh YouTube Xưởng Tượng Gỗ để cập nhật video quay sản phẩm Full HD bên em. Cảm ơn các bác rất nhiều. Sau đây sẽ là một vài hình ảnh em đã chụp về tác phẩm mời các bác xem qua. Cảm ơn các bác ạ. Tác phẩm này là Di Lặc Ngũ Tiểu có mã là 592 các bác nhé. Số Zalo của cửa hàng và số điện thoại trực tiếp 0868688137. Cảm ơn các bác rất nhiều.